Chào em, thầy là Minh Myelin. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái phương pháp cân bằng phương trình hồ sơ khử thật là nhanh. Cái phương pháp này thì các em có thể ứng dụng được cho tất cả các bạn mà học lớp 10 cũng có thể học được. Khi mà các bạn học xong cái chương oxy hóa khử, lớp 11 thì khi mà các bạn học sang chương nitơ phốt pho rõ ràng chúng ta phải cân bằng rất nhiều. Lớp 12 thì đó là phần chắc chắn là quan trọng rồi, khi mà tất cả các em đều đang học sang cái phần là đại cương vô cơ. Và cái mục tiêu mà thầy dạy cho chúng ta cái phương pháp cân bằng phương trình hồi sức nhanh này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giúp chúng ta làm bài tập nhanh hơn mà thôi. Cái bài này thì nó nằm bên trong cái khóa bài giảng là mất gốc vô cơ và hữu cơ của thầy. Đây là cái bài tập lớn số 2, hay nói khác là chuyên đề số 2, thì tách ra để dành thân tặng cho các em, bởi vì biết được rằng là cái kỳ thi năm nay thì chúng ta phải thi đến tận 40 câu trong vòng 50 phút cơ, không biết chỉ còn 1 phút 15 giây một câu thôi. Vì vậy nên nếu mà cho cái phương trình này vào thì nhiều bạn than thở với thầy rằng là em bây giờ em cân bằng phương trình tận 5 phút cơ, thì thầy nghĩ rằng là như thế quá mất thời gian. Vì vậy nên thầy quay cái video này để thân tặng các em. Cố gắng những bạn nào mà xem được cái video này, xem tận cùng nhé, thấy hay thì nhớ chia sẻ để cho các bạn ấy cùng, cho các bạn khác cùng xem, để các bạn cùng giỏi. Chúng ta tạo thành một cái tự cộng đồng là các bạn học sinh đều giỏi hóa học, đều yêu thích môn hóa học. Đấy là ước mơ của thầy. Vậy bây giờ chúng ta bước vào cái việc cân bằng phương trình hồ sơ khử. Cân bằng phương trình hồ sơ khử thì bước 1 yêu cầu chúng ta phải xác định được đúng số xóa. Xác định đúng số xóa thì các em xem cái video trước nhé. Video trước thì thầy có hướng dẫn chúng ta cách cân bằng, cách xác định số xóa rồi, để chúng ta xác định thật chuẩn số xóa. Sau khi xác định số xóa rồi, chúng ta sẽ đi xác định những cái nguyên tố của sự thay đổi số xóa. Được chưa? Xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu thực hiện các cái phương pháp cân bằng như trong sách giáo khoa hướng dẫn. Có phải thế vậy không? Không, thầy không bao giờ thầy thử được. Thực hiện những cái phương pháp ở trong sách giáo khoa hướng dẫn. Giờ chúng ta sẽ đi thử xem cái phương trình đầu tiên để cân bằng. Đó là kiểu số 1. Có thầy sơ sơ là có tận 4 đến 5 kiểu. Ở đây thì sẽ xác định chúng ta cái kiểu số 1 trước. Kiểu số 1 là kiểu mà một kim loại tạo thành một sản phẩm khử. Một sản phẩm khử. Chúng ta vào ví dụ luôn nhé. Và các em chú ý này, các em không cần phải biết nguyên tắc, các em chẳng cần phải biết phương pháp, các em chỉ cần bắt chước theo cách thầy làm là ok. Phương trình thứ nhất đó là nhôm tác dụng với HNO3 để tạo thành nhôm nitrax. Cộng với lại khí NO2 cộng với lại H2O. Các em cứ chú ý, bước 1 thì đi xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa. Thế các nguyên tố có sự thay đổi số xóa thì xác định như thế nào? Thứ nhất đó là gì? Các cái thằng mà từ đơn chất chuyển thành hợp chất. Về đây ta nhìn thấy nhôm chuyển thành hợp chất này. Nhôm đứng đơn chất thì số xóa là 0. Nhôm trong hợp chất thì số xóa đây là dương 3. Nguyên tố nhóm 1, 2, 3, A thì có số xóa lần lượt là dương 1, dương 2, dương 3. Thầy lấy số xóa bên trái thì số xóa bên phải nhé. 0, trừ 3 bằng trừ 3, nhưng thầy lấy trị tuyệt đối thôi. Số xóa trừ số xóa, số xóa bên trái trừ số xóa bên phải lấy trị tuyệt đối. 0 trừ 3 bằng trừ 3, ghi 3 bên dưới. Tiếp tục này, nguyên tố có sự thay đổi số xóa thứ hai đó là chúng ta tăng cái thằng ấy. Hiro thì luôn luôn cộng 1, oxy luôn luôn trừ 2 trong tất cả các hợp chất, nên không để ý. Chỉ còn anh nitơ. Nitơ chúng ta xác định được nitơ có số xóa dương 5. Nitơ dương 5 thì chuyển thành nitơ dương 4 trong NO2. 5 trừ 4 bằng 1, viết xuống dưới. Sau khi viết xuống dưới thì thực hiện nhân vứt chéo. Số 1 thì vứt lên đây. Số 3 thì vứt lên đây. Thế là thầy hoàn thành được hệ số thứ nhất. Sau đó tiếp tục thầy đi cân bằng kim loại trước, phi kim sau. 1 nhôm. 3 nitơ này, cộng 3 nhân 1 bằng 3 nitơ nữa là bằng 6 nitơ này. Cuối cùng thì cân bằng hệ số hydro 6. Hiro, và đây sẽ là 3. Về thầy hoàn thành xong cân bằng phương trình đầu tiên. Dễ không các em? Nhiều bạn đến đây bảo, ôi thầy ơi, thế thì xác định số xóa nào? Xem video lượt trước nhá. Xem video trước thì đã hướng dẫn chúng ta cái cách xác định số xóa hóa rồi, được chưa? Còn ở đây là thầy hướng dẫn chúng ta cách cân bằng nhanh thôi, được chưa? Bây giờ các em dừng video lại một chút, tự ghi lại cái phương trình này và tự cân bằng. Trong lúc thầy làm thì đừng có ghi, trong lúc thầy làm thì xem thầy hướng dẫn nhé. Chắc là làm xong cái ví dụ số 1 này là nhiều bạn không tin thầy. Đúng chưa? Không tin thầy xong rồi là có một cảm giác thì nó lừa đảo.
Vậy bây giờ xem thầy làm cái ví dụ số 2 nhé. Nhưng mà bây giờ các em muốn học thầy dạy này, muốn học ấy thì các em phải làm này này. Bước 1 là xem kỹ thầy làm, được chưa? Đừng có ghi chép gì cả, chỉ xem kỹ thầy làm thôi. Sau đó là sau khi thầy làm xong, các em dừng lại video một chút, cho các em làm tương tự như cách thầy vừa hướng dẫn, được chưa? Làm lại một lần nữa thì chúng ta sẽ giỏi. Vậy bây giờ thầy sẽ làm cái ví dụ số 2. Anh Đồng cho tác dụng HNO3 để tạo thành đồng nitrat CuNO3 hai lần cộng lại khí nitơ cộng với lại nước. Bước 1 xác định số xóa, thay đổi số xóa 0 lên dương 2 trừ 0 trừ đi 2 bằng trừ 2, thì lấy chỉ số thôi, 2 nitơ dương 5 về nitơ 0, 5 trừ 0 bằng 5, nó phải ghi đây này, 5 trừ 0, nhưng bởi vì ở đây có 2 nitơ N2 mà, nên chỗ này ta lại nhân với 2 nữa, 5 trừ 0 nhân 2 bằng 10, và thầy ghi ở đây là 2, 10, 2 và 10 thì chia tối giản, chúng ta phải thành tối giản là 5, 1 và 5, vứt 5 lên đây, vứt chéo nhá, vứt 1 lên đây, 5 đồng, đến nitơ nào, 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 5 là 10, 2 cộng 10 bằng 12, được chưa, 12 hydro này. Vậy ở đây sẽ là chia cho 2 thì còn 6. Được chưa? Cực kỳ thương các em, cực kỳ yêu quý các em, nên là thầy quay cái bộ bài này để dành cho các bạn mà không có điều kiện học thầy, được chưa? Cả lớp ọt và lớp on có khả năng nắm được cái bí kíp này để chúng ta tự tin hơn trong học hóa nhá. Tự tin hơn này, làm nhanh hơn này, từ đó yêu môn hóa hơn. Đấy là luôn luôn ước muốn của thầy. Vì vậy nên các bạn nhớ dạy tất cả mọi các bạn những cái, nhất là video này, video hay, các em nên share cho mọi người cùng biết. Giờ chúng ta thử sang cái phương trình số 3 xem thế nào nha. Fe cộng với lại HNO3 tạo thành các cái kim loại mà tác dụng với lại axit HNO3 cũng như H2O4 đặc thì luôn luôn lên số xóa cao nhất, đó là Fe NO3 3 lần cộng với lại N2O cộng với H2O. Bây giờ các em dừng video lại, video lại. Sau đó là các em thử tự cân bằng đi, sau đó thầy chữa. Được chưa? Bây giờ thầy chữa nha. Sắt của thầy từ sắt 0 lên sắt dương 3. Sau này đến lúc các em làm nhiều, làm nhanh thì các em không cần phải ghi 0 với dương 3 nữa. Các em tự nhìn thấy sắt là biết ngay điền 3 bên dưới. Tương tự cũng vậy, làm nhiều làm quen rồi thì thấy đây là nitơ dương 5, luôn luôn nitơ dương 5, không phải ghi nữa. Nitơ này nitơ dương 1 này. Tại làm như cũ là 5 trừ đi 1 nhân với 2. Vậy ta sẽ có là bằng bao nhiêu? 3 chia 4 nhân 2 là 8. Vứt chéo này, 8 vứt lên đây, 3 vứt lên đây, 8 sắp đến nitơ, 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 24 bằng 30. 30 hydro chia 2 bằng 15. Rất dễ dàng, rất đơn giản. Giờ chúng ta sang cái phương trình cuối cùng, phương trình số 4 để thử xem các em làm như thế nào nhá. Magie giờ quen rồi, quen tay rồi, làm rất giỏi rồi. Cộng HNO3 để tạo thành Mg lên Mg dương mấy? Dương 2 đúng không? Magie MgNO3 2 lần cộng NH4 NO3 cộng H2O. Nào các em dừng lại, các em thử tự cân bằng đi. Magie cộng HNO3 tạo thành MgNO3 2 lần cộng NH4 NO3 cộng H2O. Nào tự cân bằng nhé. Thầy dám chắc chắn rằng là phương trình này các em cân bằng sai. Thề luôn, nhiều bạn cân bằng sai lắm. Nó thầy làm nhá. Không lên dương 2, thôi điền dài đây. Nitơ dương 5 về nitơ trừ 3 và nitơ dương 5. Dương 5 với dương 5 không thay đổi, không quan tâm. Vậy ta chỉ quan tâm đến nitơ trừ 3 thôi. Nhìn nha, 5 trừ đi trừ 3 bằng mấy? Bằng 2 à? Sai nhé, bằng 8. Điền 8 bên dưới này, 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Thầy vứt 4 lên đây, vứt 1 lên đây, 4 mà gì?
đếm nhị từ, 1 x 2 bằng 2, 2 cộng 4 x 2 là 8 mà bằng 10. Thế này có 10 hydro này, 10 hydro này. Trừ 4 hydro, các em quên, các em đã trừ 4 hydro đây chưa? Nhiều bạn chưa trừ đâu đấy. Xem nhá, 10 trừ 4 thì còn 6. 6 chia 2 còn 3 hydro. Đây mới là kết quả cân bằng phương trình đúng. Được chưa? Vậy các em nhìn thấy này, bước 1 để ta cân bằng được phương trình hồ sơ khử thật nhanh, chúng ta phải xác định được đúng số xóa, đúng chưa? Sau khi xác định đúng số xóa rồi thì chúng ta mới đi sử dụng cái thủ thuật cân bằng nhanh của thầy, được chưa? Vậy chúng ta cùng chờ đón cái video tiếp theo. Video thứ hai thì sẽ làm chúng ta thân tặng chúng ta là cái kiểu số 2, một kim loại mà tạo thành hỗn hợp khí, được chưa? Chúc các em học tốt. Buổi trước, cái video trước thì đã hướng dẫn chúng ta cái cách cân bằng của cái kiểu số 1, đó là một kim loại mà sản sinh ra một sản phẩm khử. Các bạn đã làm thấy cực kỳ dễ đúng không? Có nhiều bạn chia sẻ với thầy là thầy em không ngờ là cân bằng phương trình hỗn hợp khử nó dễ đến thế. Thì thực sự nó là dễ mà, được chưa? Tất cả những cái gì thì luôn muốn làm cho chúng ta, đó là làm chúng ta cảm giác thêm môn hóa học nó dễ dàng hơn, dễ thở hơn, chứ nó không hoàn toàn khó như các em nghĩ đâu. Để cho các em cứ theo dõi thầy và học theo những gì thầy chỉ bảo, quan sát những cái tài liệu thầy chia sẻ trên Facebook, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi việc học khoa học nó cực kỳ dễ thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ kiểu số 2 là một kim loại sinh ra hỗn hợp khí. Và cái đặc điểm để nhận ra cái dạng cái kiểu số 2 này, đó chính là cái tỷ lệ, để bài sẽ cho chúng ta cái tỷ lệ về số mol hỗn hợp khí. Ví dụ như cái phương trình này, nhôm tác dụng HNO3 tạo thành AlNO3 3 lần cộng với NO cộng NO2 cộng HIO. Đề bài cho ta biết được tỷ lệ của NO chia NO2 bằng 1 chia 2. Đấy, đấy là cái dấu hiệu để nhận bài biết ra cái dạng này. Vậy dạng này với chúng ta giải kiểu gì? Thầy không viết cái quá trình như ngày trước các em vẫn viết đâu nhá. Bỏ luôn thì không viết cái quá trình này đâu. Thế sẽ làm như sau này. Ở đây thì sẽ ứng dụng phương pháp giả vờ yêu. Đấy, nhiều bạn cũng giả vờ yêu á. Giả vờ yêu là phương pháp của Ngô Kiến Huy đúng không? Đây là cái bài hát của ca sĩ Ngô Quy trong ca nhạc. Nhưng ở đây thì ứng dụng nó vào đây thì đặt cho cái phương pháp này, có nghĩa là thầy giả vờ chữ. Trung quy tôi vẫn là giả vờ. Vậy ở đây sẽ là giả vờ hiệu hệ số. Giả vờ hệ số. Ở đây tôi có NO là 1, vậy thì thầy giả vờ hệ số NO là 1. NO2 là 2, thầy giả vờ hệ số NO2 là 2. Được chưa? Bây giờ thầy đi xác định, làm như bình thường. Nhôm từ nhôm 0 lên nhôm dương 3 3E. Nitơ từ nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Đấy, có đúng là mục tiêu chúng ta phải xác định số xóa thật chuẩn. Vậy ta vẫn như bình thường thôi. 5 - 2, 5 - 2 bằng 3. Như bạn ghi 3 luôn. Sai nhá. Đây thì có số 1 này. Vậy thì phải lấy 1 nhân với 5 - 2. Tiếp tục tương tự thì cộng với này, 2 nhân này. Đây là dương 4. Vậy là 5 - 4. Hoàn toàn đây là video thầy hướng dẫn chúng ta làm kỹ nên chúng thầy làm chậm như vậy. Sau này các em nhẩm ngay được gì? 5 - 2 × 1 bằng mấy? 5 - 4 × 2 bằng mấy? Ở đây là thầy chỉ hướng dẫn thật kỹ để chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ hiểu được. 1 x 3 là bằng 3, 3 cộng 2 x 1 vậy là bằng 5. Ok chưa? Rồi thầy vứt chéo này, như bình thường vứt chéo, 5 vứt lên đây. 3 x 1 bằng 3, phải thầy viết chùm số 3 bên trên nhá. 3 x 2 là 6. Các em đã thấy ích lợi của việc thầy giả vờ chưa? Vậy ở đây thầy vẫn thỏa mãn được rằng là NO trên NO2 bằng 3 chia 6 vẫn bằng 1 chia 2. Nhưng mà ta làm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 5 nhôm bảo toàn kim loại trước này, phi kim sau này. 3 cộng 6 là 9. 9 cộng với lại 15 bằng bao nhiêu nhỉ? 24. 24 hydro. Anh này không có hydro, anh này không có hydro, anh này không có hydro. Chia cho 2 bằng 12. Được chưa? Vậy chúng ta đã cân bằng hoàn toàn xong. Bây giờ cách thử lại thế nào? Khi làm thì ta thử lại mình đúng thì chúng ta phải có một cách thử lại. Với cách thử lại ở đây của thầy là kiểm tra hệ số oxy. Nhưng thầy không phải là kiểm tra, thầy lấy máy tính ra thì bấm thì rất lâu. Thầy so sánh hệ số cái số cuối. Đã như 24 x 3 thì thầy phải bấm gì như không? 4 x 3 12 đuôi bằng 2. Tương tự này, 5 x 3 x 3 có nghĩa là 5 x 9 bằng 45, đuôi 5. 3 x 1 bằng 3, đuôi 3. 6 x 2 12, đuôi 2. 12 x 1 hay nói cách là 2 x 1 bằng 2. Giờ hệ số này, 5 này cộng 3 cộng 2 là 10, 10 là đuôi 0, 0 cộng 2 là đuôi 2. 2 đuôi bằng nhau. Vậy suy ra hệ số oxy ở hai vế là bằng nhau. Suy ra thầy là cân bằng chính xác.
Được chưa? Rồi sau khi nghe thầy giảng xong, giờ các em có thể dừng video lại, sau các em viết lại phương trình này. Bây giờ đến mới đến lúc các em cân bằng nhá. Được chưa? Sau đó chúng ta sang cái ví dụ số 2, phương trình số B. Rồi ta sang tiếp tục cái ví dụ B. Ví dụ B này của thầy thì các bạn chép lại đề bài nhé. Sau đó dừng video lại khoảng độ tầm 2 phút thử cân bằng cho thầy xem. Magie tác dụng H2O3 tạo thành magie nitrat cộng với lại khí NO cộng khí NO2 cộng H2O, biết tỷ lệ của NO trên N2O bằng 2 chia vào. Đấy, bây giờ các em dừng video lại, các em thử cân bằng cho thầy trong 2 phút xem. Đây là thầy cho chúng ta là 2 phút mà chúng ta vừa mới học nhé. Còn sau này các em chỉ được cân bằng phương trình này trong 15 đến 30 giây thôi. Đấy chưa, hoàn toàn đến bây giờ thì các bạn đã cân bằng được rồi. Và chắc chắn sẽ có một vài chỗ vấn đề trong đầu chúng ta. Bây giờ tôi sẽ giải đáp chúng ta những cái vấn đề mà các em khó khăn thắc mắc đó. Chúng ta nhìn nó vẫn là giả vờ yêu thôi. 2 chia 3, vậy đây là sẽ là 2NO 3N2O. Rồi bước 1 đã xong. Bước số 2 tôi đi xác định số xóa hóa trao đổi. Magie bây giờ thì không điền được 0 với 2 nữa thì biết luôn nhỉ. Magie thì magie 0 lên magie dương 2, bây giờ thì 2 bên dưới luôn. Tương tự này, bây giờ tiếp tục này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Đúng chưa? Đây nhá, dương 5 nhá, thầy ghi ra đây này. Tránh trường hợp nhiều bạn vẫn nhầm lẫn. Dương 2 này, 5 trừ 2 bằng 3, nhưng đây có 2, vậy đây sẽ là 2 nhân 3 cộng với 3 nhân. Nào còn chú ý ở cái chỗ kiểu 1 không? 5 trừ đi dương 1 bằng dương 4, 4 nhân 2 bằng 8. Đấy nhá, để ý nhá. Được chưa? Có nhớ lại không? 5 trừ đi 1 bằng 4 phải nhân 2 đây đó này, bằng 8 này, xong 8 lại nhân 3. Vẫn nhiều bạn hay nhầm chỗ này. Hay nhầm chỗ này thì thầy có một cái chỗ cách chúng ta dễ nhớ hơn. Và các em làm nhiều thì biết rằng NO luôn luôn 3, N2O luôn luôn 8. Chỗ này phải làm nhiều cơ các em ạ. Mới vừa làm thì các em phải học theo từng bước như thầy. Được chưa? Khi mà các em làm nhiều rồi thì hoàn toàn những cái số 3, số 8 thì chúng ta tự nhiên bật ra thôi, và chúng ta tính nhầm này rất nhanh. 2, 3 bằng 6, 6 cộng với lại 3 nhân 8, 3 x 8 24, 6 cộng 24 bằng 30. Chú ý này, hệ số này chưa tự dạng, 2 chia 30 chưa tự dạng. 2 chia 30 sẽ bằng 1 chia 15. Đến đây thầy mới vứt chéo. 15 vứt lên trên này, 15 này. 1 vứt lên đây, 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 3 bằng 3. Được chưa? Vậy là vẫn giữ nguyên hệ số nhá. Đếm magie này, 15 magie. Tiếp tục đếm nitơ này, 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 2 là 8. Đúng chưa? 8 cộng với lại 30 bằng 38. Cuối cùng bảo toàn hydro, 38 hydro, anh này không có, anh này không có, anh này không có, anh này 38 hydro chia cho 2 thì còn bằng 19. Bây giờ thầy đi đếm hệ số oxy. Số cuối 8, 3, 4, đuôi 4. Chấp cái em bấm máy tính. 5 nhân với lại 2 là 0, 0 x 3 là 0, 2, 3, 9 x 1 là 9, 9 cộng 5, 4, đúng không? 14 mà, 14. Duy đã cân bằng phương trình này, thầy đã cân bằng đúng. Và những bạn nào cân bằng sai nhá, bây giờ lại dừng video lại. Sau đó chúng ta hãy cân bằng lại phương trình này một lần nữa. Và như các em đã thấy này, A thì làm chậm, B thì làm chậm. Rõ ràng bây giờ C, sang ví dụ C thì sẽ làm nhanh hơn một chút. Các em chú ý để ý đến ví dụ C nhá. Nhìn ngay vào ví dụ C thì kinh khủng quá, choáng quá. Kẽm cộng H2O3 tạo thành kẽm nitrat cộng NO2 cộng NO cộng N2 cộng nước. Biết tỷ lệ NO2 chia NO chia N2 bằng 1 chia 1 chia 2. Ghê nhỉ? Sợ chết khiếp. Với cái phương trình này ngày trước các em làm thì cũng là kinh đúng không? Nhưng mà với cái phương pháp thầy vừa hướng dẫn chúng ta rồi thì thầy nghĩ chắc là làm dễ dàng thôi. Giờ các em thử đi. Dừng lại, bây giờ dừng lại video này chỉ 1 phút thôi. Làm thử của thầy. Được chưa? Rồi ok, bây giờ các bạn đã có những cái suy nghĩ của riêng bạn ở bên trong người, và sẽ có những cái chỗ điểm thắc mắc. Thầy ở đây rõ ràng là phải giải đáp cho các em cái sự thắc mắc đó. Và các em chú ý một điều rằng là các em cần phải làm trước. Được chưa? Sau đó thầy hướng dẫn chúng ta sửa thì nó bật ra những cái chỗ sai. Và những cái chỗ sai đấy các em sẽ nhớ rất lâu. Còn nếu mà các em cứ sợ, các em cứ xem thầy chữa cho, các em mới làm hoặc các em mới chép, thì như vậy các em không giỏi lên được. Được chưa? Các em mãi mãi chỉ là người đi đằng sau học mót. Được chưa? Và nó sẽ cực kỳ dễ nhanh quên. Nếu các em mà làm trước này, sau đó các em mới xem cái video của thầy chữa này, sau đó các em lại làm lại lần nữa, thì hoàn toàn các em sẽ học cực kỳ giỏi, cực kỳ tốc độ cao. Nào NO2 chia NO chia N2, và thầy sẽ có tỷ lệ 1 chia 1 chia 2. Và đây thầy sẽ có này, 1 1
2, sau đó làm như bình thường. Kẽm có thể từ kẽm 0 đến kẽm dương 2, vậy đây là 2 điền dưới này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 1 nhân 5 trừ 4 là bằng 1 nhân 1, cộng với lại 1 nhân dương 5 về dương 2, 5 trừ 2 bằng 3, vậy là 1 nhân 3, cộng với 2 nhân 5 trừ đi 0, chú ý nhân 2 bằng 10, vậy 2 nhân 10. Vậy ta được tổng bằng 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 20 bằng 24. Lại tương tự lại có 2 chia 24 bằng 1 chia 12. 1 chia 12 vì thầy vứt chéo này, 12 vứt lên đây. 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2. Xong nhá, 12 kẽm. Đến đi tôi này, 2 x 2 là 4, 4 cộng 1 là 5, 5 cộng 1 là 6, 6 cộng 24 bằng 30. Đến micro, 30 micro chia 2 bằng 15. Ok chưa? Giờ thầy thử lại bằng hệ số oxy nhá. 0 x 3 bằng 0, đuôi 0. 2 x 2 là 4, 4 x 3 là 12, đuôi 2. 1 x 2 là 2, 1 x 1 là 1, 5 x 1 là bằng 5, người ta có này, 2 cộng 2 cộng 1 là 5, 5 cộng 5 là 0, vậy hai vế bằng nhau. Suy ra chúng ta cân bằng chính xác. Các em thấy dễ dàng không? Khi thầy dạy cho chúng ta những cái phương trình này thì hoàn toàn các em có thể mở lại vở, mở lại sách giáo khoa, mở lại sách bài tập, hoặc là có thể lấy cái tài liệu online của thầy đăng ở trên Facebook ấy, được chưa? Các em xuống các em làm, được chưa? Nhưng mà trước mắt là cứ phải làm lại cho thầy ba cái ví dụ này đã. Làm lại cho thầy ba cái ví dụ này trong 3 lần nhé. Và cố gắng hạ xuống chỉ còn 15 giây đến 30 giây thôi, thì các em sẽ cực kỳ kinh khủng với phần kiểu số 2 này. Sau đó là lấy tiếp cái đề ở trên cái tường nhà thầy trên Facebook ấy, thầy luôn luôn chia sẻ tài liệu cho các em, thì các em sẽ làm đấy, các em sẽ thấy tốc độ các em cải thiện đến đáng kể luôn. Đấy chưa, bây giờ chúng ta sang tiếp tục kiểu số 3.